Vào giờ hoạt động trải nghiệm, học sinh các khối lớp trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, huyện Cờ Đỏ đến khu vườn rau cải xanh chăm sóc, bắt sâu cho rau để rau phát triển tươi tốt. Lần đầu tiên thì trường có tổ chức trồng bắp cải và lần thứ hai là trường tổ chức trồng cải xanh. Và sau khi được tham gia hoạt động thì em cảm thấy em tiếp thu được nhiều kiến thức, áp dụng được môn sinh học trên lớp học của em vào những công việc trồng cây này. Qua đây em biết những cách được trồng cây tốt thì mình phải bón phân và tưới cây hàng ngày và bắt sâu nhổ cỏ để cho cây phát triển tốt hơn. Hoạt động trải nghiệm trồng cây được trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng tổ chức hàng năm. Riêng năm học này, hoạt động trồng cây được tổ chức 3 đợt, cụ thể đợt 1 vào tháng 9, đợt 2 vào tháng 11 và đợt 3 vào tháng 2 năm 2025. Mỗi đợt trồng các loại cây khác nhau như cải xanh, bắp cải, riêng đợt tháng 11 nhằm phục vụ Tết nên trồng bắp cải và hoa vàng thọ. Trường tổ chức trồng đầu năm với hình thức là trồng cây cải xanh. Cải này sẽ sau khi trồng xong sẽ được bán để gây quỹ thiện nguyện, tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho trường cũng như là tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì việc tổ chức hoạt động này được tổ chức một cách rất là bài bản, từ khâu chuẩn bị kế hoạch, phân công các em học sinh chuẩn bị đất, rồi làm giá thể, trộn giá thể và chăm sóc, chăm bón. Nhà trường cũng có sự phân công đối với các tổ bộ môn, ví dụ như là tổ bộ môn công nghệ sẽ hỗ trợ tư vấn cho các em về cái quá trình chăm sóc, cũng như là quan sát thấy được những cái biểu hiện của cây, hướng dẫn các em bón phân hoặc là phun thuốc cho nó phù hợp. Chúng tôi cũng phân công các thành viên trong ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên chấm điểm cho các em qua cái quá trình các em thực hiện việc chăm sóc. Sau khoảng 45 ngày thu hoạch rau, nhà trường sẽ đánh giá chất lượng của hoạt động thông qua các tiêu chí độ lớn tươi tốt của lá, sản lượng thu hoạch. Đây là hoạt động vừa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời góp phần giáo dục tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa tình yêu thương trong học đường. Ngoài hoạt động trải nghiệm trồng cây, thì trường còn tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, lý tưởng sống cho học sinh thông qua lồng ghép với các môn học trên lớp hoặc hoạt động ngoại khóa. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề ơn đức sinh thành thì em đã được những thầy cô chia sẻ về những cái câu chuyện về tình cha mẹ, tụi mình phải yêu thương cha mẹ của chúng em hơn. Em thấy được những cái vất vả của cha mẹ và em sẽ yêu thương cha mẹ nhiều hơn, sẽ cố gắng học tập thật tốt để mà cha mẹ có thể vui lòng. Qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh được bồi dưỡng, nâng cao những kiến thức thực tế sinh động ngoài đời sống, trau dồi kỹ năng sống, góp phần bồi đắp cho các em tình yêu quê hương đất nước, sống có lý tưởng và ước mơ.